Khám, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh hoạt động khám và tư vấn bệnh lý, đo điện tim, siêu âm tim, cấp phát thuốc miễn phí, chương trình còn trao tặng đến các 100 phần quà với tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 40 triệu đồng. Được biết, nằm trong kế hoạch phối hợp tổ chức các hoạt động nhân đạo trong năm 2019, Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp với Bệnh viện Hoàng Mỹ tổ chức 3 đợt khám bệnh nhân đạo cho người dân trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng. Theo đó, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng đã tổ chức được 2 đợt khám cho người dân, người cao tuổi khó khăn ở xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang và phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, và đợt cuối cùng được tổ chức trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đến hết năm 2020, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp cùng Hội Chữ Thập Đỏ thành phố trong công tác đào tạo, huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho các tình nguyện viên, giáo viên mầm non, phát triển các điểm sơ cấp cứu mới, xây dựng và phát hành các ấn phẩm truyền thông, nhằm góp phần giảm thiểu hậu quả do tai nạn thương tích gây ra, làm tròn và phát huy hơn nữa trách nhiệm của Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng đối với cộng đồng.